Bất kỳ người làm bố nào khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ sụp đổ. Cô con gái 5 tuổi của anh đang sống trên đống rác, điên cuồng xúc cơm trắng ăn, mà phản ứng đầu tiên của cô bé khi nhìn thấy bố chính là cầm móc quần áo lên bảo vệ mình. A Kiệt vừa mới ra tù bỗng chốc đỏ hoe hai mắt, trên người con gái bé bỏng của anh còn có sợi dây xích. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, giống như một chú chó vậy, bị buộc trói vào cột nhà. A Kiệt tức giận, lập tức giật đứt sợi dây. Không ngờ rằng con gái lại chạy thẳng ra ngoài, cô bé muốn chạy, nhưng lại bị bà cô họ kéo dây xích lại. Cuối cùng A Kiệt nổi điên, tại sao cô lại khóa con bé lại? Con bé là người mà. Anh không biết rằng mấy năm nay con gái anh sống ở nhà cô họ đã phải trải qua những chuyện gì. Cô bé vừa khóc vừa đánh A Kiệt, còn cắn mạnh một vết lên cổ anh. Cô bé trách bố tại sao bây giờ mới đến đón mình. A Kiệt chỉ có thể ôm chặt lấy con gái mình. Anh thề trong lòng, sau này bất luận có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ lại con gái. Anh dẫn con gái đến một nhà hàng Tây, gọi đồ cho cô bé, một đĩa mì ý đầy ắp thịt. Đây là món ăn ngon nhất mà bao nhiêu năm nay cô bé được ăn. A Kiệt muốn đổ thêm sốt cà chua cho cô, nhưng cô bé lập tức phản xạ có điều kiện cầm cái dĩa lên bảo vệ bản thân. Lúc A Kiệt muốn đi vệ sinh, con gái liền vội vàng đi theo, chạy đến bám chặt lấy góc áo của bố không buông, sợ bản thân lại lần nữa không còn chỗ dựa. Từ đó A Kiệt và con gái sống nương tựa lẫn nhau. Anh ấy là nhân viên pha chế cho một quán rượu, nhưng một thân năng lực chồng chất như anh, được xác định là sẽ không có ngày tháng sống yên ổn. Hôm đó một đám người bỗng nhiên đến quán rượu gây chuyện, còn lôi con gái A Kiệt đi trước mặt anh. Mới gặp lại con gái chưa được bao lâu, nay lại bị chia cắt. A Kiệt biết chuyện này là do sư huynh A Phi làm ra. Nhiều năm trước, A Kiệt và chú Phạm tham gia một canh bạc, sau đó bọn họ bị Vương Phi đâm sau lưng. Trương Kiệt bị người ta đánh ngất, bị vu khống thành tội phạm giết người rồi bị tống vào tù. Mà đợi khi anh ra tù, chú Phạm không lâu trước cũng bị A Phi hại chết. Người em Kiến Hoa muốn cùng anh liên thủ trả thù cho sư phụ, nhưng A Kiệt từ chối. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt chứ? Bây giờ anh chỉ muốn cùng con gái sống vui vẻ qua ngày. Vương Phi bây giờ trở thành người có tiếng trong giới bài bạc châu Á, nhưng vẫn sợ Trương Kiệt, người từng đánh bại hắn ta, vậy nên đã cho người bắt cóc con gái của Trương Kiệt. Trương Kiệt sợ liên lụy đến người khác liền rời khỏi quán rượu đi tìm anh em đồng môn, nhưng Kiến Hoa đã đi trước anh một bước. Anh muốn dùng bài bạc để khiến Vương Phi thả người. Đây là lần cược bài thua thảm hại nhất trong cuộc đời của Kiến Hoa, chỉ cần lật được 21 điểm sẽ thắng. Sau khi lật bài, anh ấy mới biết trước khi trải bài A Phi đã giở trò, hai lá bài vua bị đổi thành hai lá át. Anh lại rút trúng hai lá này, bốn lá át trong tay, Kiến Hoa không thể nào rút được 21 điểm. Dám chơi dám chịu, Kiến Hoa thua bét nhè, chỉ còn độc mỗi cái quần xà lòn. Mà lúc này Trương Kiệt cũng đi đến, nhưng anh lại không định cược bài với Vương Phi. Anh đã sớm biết mục đích thực sự của hắn ta, thế là anh rút con dao chọc tiết lợn ra, chặt đứt bàn tay phải của mình tại chỗ, chỉ vì muốn đòi lại con gái mình. Trả con gái lại cho tôi. Bàn tay thần tốc vang danh một thời châu Á, lại biến thành gà trống nuôi con như hiện tại. Nhưng may là con gái đã trở về. Sau đó Trương Kiệt và Kiến Hoa góp gạo thổi cơm chung mở một quán ăn. Vốn dĩ tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp tại đây, nhưng Kiến Hoa lại không thể quên đi thủ cũ, bạn gái mỹ nghiên, vì muốn thực hiện ước mơ của anh, giúp anh tìm được miếng ngọc thần bài mà chú Phạm để lại. Tương truyền nếu ai có được miếng ngọc bội này chắc chắn sẽ được thần bài phù hộ độ chi. Ngồi trên sòng bài chỉ có thắng không có thua, nhưng lúc này Kiến Hoa nhận ra có người theo dõi mình, đoán chắc là người của tên Vương Phi. Ban đầu chú Phạm là vì bảo vệ miếng ngọc này mà bị Vương Phi hại chết. Để bảo vệ sự an toàn cho miếng ngọc, Kiến Hoa định một mình đơn độc đánh lạc hướng, để mỹ nghiên thuận lợi cầm miếng ngọc rời đi. Nhưng mỹ nghiên lại vào lúc anh bị kẻ địch uy hiếp mà lái xe quay lại, hai người vô tình chìm vào biển nước. Chân mỹ nghiên bị thương nặng không thể nào đứng vững được. Kiến Hoa không muốn liên lụy đến cô, liền tìm một chiếc cano để cô một mình rời đi. Nhưng không ngờ rằng mỹ nghiên bỗng dùng mái chèo quật anh ngất trên cành quất. Đến khi anh tỉnh dậy lại nhìn thấy mỹ nghiên đang ở dưới nước, bị đám chó săn chọc gậy liên tục không cho cô ngoi lên. Kiến Hoa lập tức phát điên, lái cano xông thẳng đến chỗ bọn chúng, nhưng ít không thể địch lại nhiều. Anh bị chúng đánh cho không còn chút sức lực, thậm chí còn bị một cái gậy lớn đập thẳng vào mắt. Nhưng anh vẫn không hề có ý định từ bỏ, lập tức nhảy xuống nước bơi đến cứu mỹ nghiên. Nhưng dù anh có cấp cứu hô hấp nhân tạo thế nào, cô cũng không hề có chút phản ứng. Mà chuyện anh không hề lường trước được chính là, thật ra trước đó không lâu, mỹ nghiên đã mang trong mình giọt máu của anh. Chỉ vì Kiến Hoa một lòng chấp niệm với chuyện báo thù nên cô chưa dám nói chuyện này với anh. Trải qua lần ẩu đả máu me này, Kiến Hoa không chỉ mất đi người anh yêu nhất là mỹ nghiên, thậm chí còn mất đi đôi mắt ở tang lễ của mỹ nghiên. Hai người đem miếng ngọc thần bài lấy được ném thẳng xuống dưới sông. Bọn họ quyết định không nhường nhịn nữa, nhất định phải khiến kẻ thù không còn nơi để về. Thế nên đã rút số tiền cá cược 2 triệu đô la Mỹ mà chú Phạm để lại để tham gia cuộc thi vua cờ bạc châu Á. Mà chuyện không ai có thể tin được là một tên mắt mù và một tên què tay lại mở thẳng một đường bước vào chung kết. Đây chính là canh bạc với số tiền lên đến ngàn đô, qua 10 kèo sẽ quyết định thắng thua. Mà Kiến Hoa với đôi mắt mù cùng Trương Kiệt mất đi một bàn tay lại ngồi cùng một bàn quân cờ, ở giữa đặt cược 100.000 đô, 500.000 đô, rồi tăng lên 1 triệu đô. Nhưng Kiến Hoa mỗi lần đặt cược vẫn luôn là con số 10.000 đô ít nhất.
hai người dường như đã bàn bạc kỹ lưỡng, chỉ cần Trương Kiệt không theo, thì Kiến Hoa kiên quyết không theo. Không lâu sau, những người ngồi trên canh bài cố tình đá bay quân cờ kia, giờ chỉ còn lại Kiến Hoa và Trương Kiệt cùng đối đầu với sư huynh Vương Phi. Ván thứ ba bắt đầu, Trương Kiệt cuối cùng cũng hành động, anh đề nghị rút bài, sau đó Vương Phi cũng muốn rút bài, mà Kiến Hoa lại chọn lật ngửa ba lá trước. Lần này ba lá át chủ bài đều đã được lật. Bây giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu. Tất cả người chơi đều lập tức đặt cược 1 triệu đô. Nhưng ván này, Trương Kiệt số nhỏ rút toàn phải lá xui, chỉ đành rời khỏi cuộc chơi, mà Kiến Hoa lúc này không án binh nữa. Theo tôi tính toán số tiền còn lại của anh, hiện giờ chắc còn khoảng 15 triệu đô, sau đó anh tung lên bàn tất cả số tiền mình có. Nếu như Vương Phi không chấp nhận, vậy có nghĩa là nhận thua, thế là hắn ta cũng đặt cược tất cả gia tài mình có. Nhưng khi nhìn thấy số điểm của Kiến Hoa đang ở thế thượng phong, lập tức hoảng loạn, nhân cơ hội hiếm có này. Kiến Hoa đập mạnh miếng ngọc thần bài xuống bàn, tôi cược cả tính mạng với anh. Khí thế của Vương Phi lập tức bị đè xuống dưới chân, hắn ta nhìn những lá bài của mình, anh ta cảm thấy Kiến Hoa dám cược cả tính mạng chắc chắn là đã nắm phần thắng, mà Vương Phi chỉ cần đợi Kiến Hoa thắng là xử đẹp anh, một mũi tên trúng hai đích. Đương lúc anh ta từ bỏ quyền uy và bỏ đi, Kiến Hoa lại lật quân bài cuối cùng lên, không ngờ là con hai. Càng khiến Vương Phi điên tiết hơn là miếng ngọc bội thần bài này chỉ là một thứ đồ pha ke 5 đồng một chiếc, Kiến Hoa chỉ dựa vào nó mà giành được danh hiệu vua cờ bạc 5 triệu đô. Vương Phi nhận ra mình bị chơi khăm, vô cùng tức giận. Lúc này Trương Kiệt chủ động đến ôm chầm lấy anh ta, cố tình tỏ vẻ thân thiết anh em, khiến cho ông chủ đứng ở phía sau Vương Phi tưởng rằng anh ta đang cấu kết với bọn họ, cố tình để bản thân thua hết tiền, thế nên Vương Phi vừa ra khỏi cửa liền bị bắn chết. Trương Kiệt lo lắng Kiến Hoa sẽ bị báo thù, liền tìm người đưa anh sang nước ngoài lẩn trốn một thời gian. Nhưng lúc anh trở về, anh bị người khác nã đạn vào người, sợ bị con gái nhìn thấy, Trương Kiệt vội vàng dùng áo che kín mặt mình. Sau khi lên xe, anh giả vờ như không có chuyện gì, cho dù trên người không ngừng chảy máu, anh vẫn mỉm cười nói với con gái, bố cảm thấy hơi mệt một chút, muốn ngủ một giấc thật ngon. Anh đã có thể ở bên cạnh bầu bạn với con gái cả đời, nhưng khoảnh khắc anh hạ quyết tâm, nhất định phải báo thù xả hận đã được định sẵn, sẽ lại bỏ con gái ở lại một mình.